Em Thanh gửi lời chào anh em nhé. Tiếp tục trong clip này lại test cho một bác khách ở trong Đồng Hới một đôi loa bát 25 đấy, với một con đẩy liền vai, cũng yêu cầu là gọn gàng và dễ tùy chỉnh đấy, mà chơi chống hú di tốt. Thì em có lên cho bác là một con loa 25 rất sâu. Con này bát 25 thôi nhưng mà đánh khỏe lắm nha anh em nhé. Phòng của bác là 20m2 nhưng mà do bác gửi cái cấu hình cái chỗ vị trí đặt loa nó không được được rộng lắm, nên là em lên cho bác một đôi 25. Đôi 25 này tuy là bát 20-25 nhưng mà độ gấu của nó thì không khác gì bát 30, đánh rất là lực nha anh em nhé. Sau đây em sẽ test một đoạn ngắn này, ca khúc Đất Nước gửi tới bác. Đấy thì anh cũng nhờ là test qua một chút thôi. Và cách sử dụng thì con này rất dễ, chỉ dùng đúng 3 nút này. Nhạc mic nhại, đấy em đã cài sẵn hết rồi. Đấy, cái chi việc chơi này. Còn nếu mà anh em nào ở gần em đến tận nhà thì nó sẽ tốt hơn, còn ở xa thì nó sẽ bất cập hơn một chút là em không có trực tiếp để chỉnh được. Nhưng mà cơ bản thì khi mà chỉnh sẵn ở với một cái cấu hình ở tại cửa hàng thì nó cũng chỉ gọi là tạm chấp nhận được. Đấy thì về anh em chơi có thể tùy biến sau. Đó thì clip này em sẽ test qua một đoạn của ca khúc Đất Nước gửi tới anh em nhé. Sợ tỷ trí 1-2 đó là bát 25 thì cái lợi thế của nó rất lớn là phải tiếng mic anh em nhé. Đấy, hát rất là hài lòng. Tiếng mic của nó rất là đầy đây. Mấy hôm vừa rồi tôi đi lắp đặt cho anh em, với lại hát nhiều quá nên bị đau họng. Đất nước tôi thoát thà giặc đàn ông, nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiền con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. Đất nước tôi, đất nước tôi. Lao sao chưa hè một dặm cá rau, lao sao chưa hè một dặm cá rau. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, suốt đời lam lũ thiết lũy che làng. Dâu miền nương yêu trọn tình đời, cuối mắt ngừng đầy. Mỗi một đôi là bát 25 thôi nhầm ạ. Nhưng mà con này nó đánh rất gấu nhá. Đấy, bát 25 nhưng mà mã này là đánh gấu và nghe được, hát được luôn. Đấy, con này nó là dòng Zesso Made in Italia, bãi xịn gì đẹp. Ở đây thì em cũng đã tháo sẵn ra một quả này. Đấy, đây này, chưa kịp quay clip này. Đây, tép nó này, tép gang nhá. Đấy, đây này, chưa kịp quay clip. Đấy, bát 25. Đấy, những anh em nhà nhỏ thì có thể chơi bát 25. Đây là bát của nó này. Anh em nhìn con bát của nó này, gân cao su này. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là gấu. Đấy, phân tần đây, có đại bác đây. Đấy, em chưa kịp quay ruột. Đấy, thì có bác khách nhờ là lên cho bộ phòng nhỏ nhỏ thôi. Đấy, vị trí kê không có thì em Thành có lên cho bác một bộ combo Z sao. Thì con này gửi cho bác anh ít nhất khoảng tầm 3 đến 4 ngày nó mới tới nha các anh. Đấy, ở Đồng Hới. Đấy, rất là xa. Đấy, anh em ở xa có nhu cầu hãy chủ động liên hệ thật sớm với em nhé, để được hỗ trợ tốt nhất. Xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn các bác ở những clip tiếp theo nhé.